Rồi, xin chào tất cả các em học sinh lớp 7. Như vậy thì trong clip trước ở cái bài số 3, thầy đã hướng dẫn xong cho các em ở cái bài ứng dụng định luật truyền thẳng của ánh sáng. Thì trong cái bài này thì chúng ta cũng đã nắm được thế nào là bóng tối, thế nào là bóng nửa tối ha. Thế nào là hiện tượng nhật thực, thế nào là hiện tượng nguyệt thực. Để chúng ta giải thích một số hiện tượng ở trong tự nhiên mà hồi giờ các em cũng rất là quan tâm, nhật thực và nguyệt thực đúng không nào? Thì bạn nào chưa xem và nếu mà chưa hiểu thì vào xem trong clip đó nha. Thì trong clip hôm nay thầy tiếp tục hướng dẫn cho các em ở cái bài 4, đó chính là định luật phản xạ ánh sáng. Bài này cũng khá là quan trọng nha các em nha. Như vậy thì trong cái bài này chúng ta được học ở hai phần. Phần thứ nhất đó chính là cái gương phẳng. Thì gương phẳng thì chúng ta cũng đã biết rồi, tí nữa chúng ta học rồi chúng ta sẽ biết cái nội dung của nó. Phần 2 đó chính là cái định luật phản xạ của ánh sáng như thế nào, định luật đó nó ghi ra sao và nó ứng dụng như thế nào thì chúng ta sẽ biết sau vài phút nữa nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ ở trong cái phần ở trên đây thì ở câu hỏi vận dụng này, dùng đèn pin chiếu một tia sáng lên một gương phẳng đặt trên bàn, ta thu được một vết sáng trên tường. Cái này thì có lẽ chúng ta sẽ làm thí nghiệm được này. Và để đèn pin theo hướng nào để vết sáng đến đúng một điểm A cho trước trên tường, thì tí nữa chúng ta sẽ biết cái tia của nó đi như thế nào nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đi sang vòng 1 là gương phẳng nha. Rồi chúng ta đi sang phần 1 là mã, đó chính là gương phẳng. Như vậy thì bây giờ chúng ta thấy là trong thực tế hàng ngày thì chúng ta cũng rất là hay dùng gương, đặc biệt là các bạn nữ, có đúng không nào? Chứ mà bên cạnh đó thì thầy thấy nam giới thì cái thời đại hiện nay thì cũng có soi gương, đánh phấn, rồi make up, rồi thoa son, búa lưu xua hết các em ạ. Nhưng mà nói chung gương thì ai cũng phải dùng, cỡ cả thầy ví dụ như tắm rửa thì xong thì cũng phải chải tóc đúng không nào? Nói chung thì hoặc là làm những cái ngôi nhà các em thấy chọc trời cũng toàn là bằng kính không, bằng gương không đúng không nào? Có rất là nhiều vận dụng ở trong cái đời sống thực tế của chúng ta. Như vậy thì cái hình của một vật quan sát được trong gương gọi là ảnh của vật tạo bởi gương. Các em lưu ý nhé. Thì cái câu này chúng ta ghi dùm trong vở giúp thầy. Thầy nói là này: hình của một vật quan sát được trong gương gọi là ảnh của vật tạo bởi gương nha. Đó. Thì ví dụ như cỡ cả con người chúng ta đứng ở trước gương chúng ta soi đi, thì cái hình ảnh của chúng ta ở phía trong đó nào? Đó, đó chính là cái hình của mình, đó chính là ảnh của mình ở tạo bởi cái gương đó, đúng chưa? Đó. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành trả lời câu C1 nha. Cho thầy lấy cái tờ giấy. Ok, được chưa nào? Câu C1 như sau em. Em hãy chỉ ra một số vật có bề mặt phẳng này, nhẵn bóng có thể dùng để soi ảnh của mình như một gương phẳng. Nghĩa là trên thực tế thì chúng ta quan sát xem thử là có những cái vật nào mà nó cũng phẳng lì như vậy, và chúng ta cũng có thể soi, chúng ta có thể nhìn cái hình của mình ở trong đó được. Các em bạn nào biết nè, gương phẳng thì đây, hình 4.1 đó nè, đó. Bạn nào biết? Rồi như vậy thì ví dụ như các em thấy là ví dụ này, câu C1 nha. Ví dụ chúng ta thấy hàng ngày ví dụ như là mặt mặt bàn kính nè. Các em biết cái bàn các em, cái bàn gỗ mà trên nó có một miếng kính á, người ta để ở trên không nào? Hoặc là cái mặt tủ người ta đánh bóng bằng bạc ni các em. Tủ gỗ đấy mà người ta đánh bóng rạnh luôn, chúng ta có thể nhìn chúng ta thấy bên trong đó được luôn. Đó, mặt tủ nè, tủ đánh bóng. Cái thứ hai là rộng hơn nữa, đó chính là cái mặt nước hồ yên tĩnh. Mặt nước hồ yên tĩnh, vân vân. Mặt nước hồ yên tĩnh đi, nước hồ thì là nước động, nó không có chảy, mà yên tĩnh chứ mà nó gợn sóng thì chúng ta cũng không thể nào mà quan sát được đâu. Nó phải yên tĩnh em, nó không gợn sóng đấy. Các em hiểu không nào? Đó, ok, em hiểu chưa?
Rồi, bây giờ chúng ta đi sang phần 2 các em nhé. Rồi, chúng ta đi sang phần 2, đó chính là cái định luật phản xạ ánh sáng. Như vậy thì cái định luật này nó nói như thế nào và nó đi ra sao thì bây giờ chúng ta sẽ biết nhé. Ban đầu chúng ta sẽ tiến hành làm thí nghiệm. Thí nghiệm này cũng rất là dễ làm. Giáo viên ở trên lớp của chúng ta sẽ bố trí cái thí nghiệm này rất rất là dễ thực hiện nha các em nha. Chúng ta hãy nhìn giùm thầy ở cái hình 4.2 nè. Ở đây người ta có một cái gương phẳng, các em thấy cái gương phẳng nè, có một cái đèn pin. Các em hình dung là khi chúng ta soi cái đèn pin này theo một cái tia tới là SI thế nào, thì khi mà gặp cái gương phẳng này, nó gặp gương phẳng thì nó sẽ hất cái ánh sáng lại, và ánh sáng này nó lại đi theo cái tia IR thấy không? IR thấy không? Tia tới SI này đi theo tia R này. Đó, như vậy IR này gọi là cái tia phản xạ, và cái hiện tượng này gọi là hiện tượng phản xạ ánh sáng. Em đã rõ chưa nào? Đó, đây này. Dùng đèn pin chiếu một tia tới SI lên một gương phẳng đặt vuông góc với một tờ giấy như ở hình 4.2. Tia này đi là trên mặt tờ giấy, khi gặp gương, tia sáng bị hắt lại. Cho tia IR gọi là tia phản xạ, hiện tượng này gọi là hiện tượng phản xạ ánh sáng. Được chưa nào? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi sang cái trang 13 nhé. Chúng ta có phần 1 nhỏ, tia phản xạ nằm trong mặt phẳng nào? Thì để giải quyết được cái câu này thì chúng ta đi trả lời câu C2 nha. Rồi. Câu C2. Rồi, ok. Cho tia tới SI đi là trên mặt tờ giấy. Mặt phẳng tờ giấy chứa tia SI nha. Nhớ là chúng ta ở đây chúng ta đang quan tâm là tia phản xạ, nghĩa là tia IR các em ha. Như vậy thì ở đây người ta cho biết chúng ta là cái tia tới á, là nằm trong cái mặt phẳng, đó chính là cái tờ giấy này. Mặt phẳng đó chính là cái mặt tờ giấy. Và pháp tuyến đường thẳng vuông góc với mặt gương, nghĩa là cái đường pháp tuyến đó chính là IN. Các em hiểu không nào? Cái đường vuông góc nghĩa là cái hình dạng nó như này, đi như này thì cái đường vuông góc, tại vì gương là ở đây, nhưng mà thì cái đường vuông góc đây chính là y, đây là IN này, đây chính là pháp tuyến nhá. Còn đây là tia tới này, đây là tia phản xạ này, được chưa? Nhìn nó nào, hãy quan sát và cho biết tia phản xạ IR nằm trong mặt phẳng nào. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy là cái tia phản xạ IR nó nằm ở trong mặt phẳng nào nào. Chúng ta quay lại cái hình nha. Rồi cái hình này các em, thầy nói lại này, có cái hình này dễ nói hơn. Thì SI này chính là tia tới này, IR qua đây là tia phản xạ này, IN này là đường vuông góc, nên là pháp tuyến này. Hả nào? Như vậy thì hồi nãy chúng ta biết là SI là nó nằm trong cái mặt phẳng, đó chính là cái mặt phẳng tờ giấy này. Như vậy các em thấy IR này cũng như thế nào? Nó cũng nằm chung trong cái mặt phẳng của tờ giấy, nó cùng chứa SI nghĩa là tia tia tới và cái pháp tuyến IN. Cái nào rõ chưa? Bây giờ chúng ta đã trả lời được cái câu hỏi C2 thế nào, nghĩa là cái tia phản xạ IR nó nằm trong mặt phẳng tờ giấy nhé. Ok, giờ chúng ta ghi vô này. Câu C2 thì câu C2 chúng ta ghi giùm thầy là cái tia phản xạ IR nằm trong mặt phẳng tờ giấy. Đó, tức là gì? Tức là mặt phẳng nó chứa gì em? Nó chứa cái tia tới SI và cái đường pháp tuyến IN. Đó. Ok chưa? Đó chính là giải quyết cái câu C2. Bây giờ chúng ta sẽ đi sang cái phần rút ra kết luận để chúng ta ghi vào ở trong vở nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành rút ra kết luận, và cái phần này chúng ta cũng ghi giùm thầy vào ở trong vở nha. Tia phản xạ nằm trong cùng mặt phẳng với gì đây các em? Mặt phẳng
với gì? Tia, tia gì? Bạn nào biết? Có hai cái, SI với lại IN. Đó là gì? Bạn nào biết nào? Mặt phẳng với tia, tia tới và đường gì? Và đường gì các em? Đường gì vuông góc á? Đường pháp tuyến ha. Đó, em hiểu không nào? Hiểu chưa? Đó, đường pháp tuyến. Nếu của các em ghi thêm một chút là của gương ở điểm tới nha. Rồi. Đây chính là cái phần kết luận chúng ta cần phải ghi vào ở trong vở giúp thầy nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi sang cái phần 2 nha các em nhé. Rồi. Chúng ta đi sang phần 2. Phương của tia phản xạ quan hệ thế nào với phương của tia tới ha. Như vậy thì ở đây nè, phương của tia tới được xác định bằng góc nhọn SIN và nó bằng y gọi là góc tới. Thì ở đây chúng ta cũng đã biết là gì. Đây này, thầy vẽ cái hình nhanh để cho các em dễ hiểu này. Như vậy thì để thầy lấy cái thước. Giả sử cái đường pháp tuyến IN là như thế này, thì cái tia tới nó đi ở đây, đây là đó nè, đây là NI, đây là SI, nó đi theo cái đường này, thì cái góc phản xạ tia phản xạ I ở đây là R, như vậy thì cái góc này này, cái góc này nè, người ta ký hiệu này là y này, cái góc nhọn SIN này, y gọi là góc tới, cái này, cái anh này gọi là góc tới này. Còn cái anh NIR đây gọi là góc phản xạ này. Phản xạ thì ghi tắt nha nè. Như vậy thì đây là y phẩy này, thì cái góc y này sẽ bằng góc y phẩy, nó luôn luôn bằng các em nha. Nghĩa là chúng ta dùng cái thước đo độ này để chúng ta đo. Và qua quá trình làm thì chúng ta sẽ thấy được hai cái góc này nó luôn luôn bằng nhau. Được chưa? Nghĩa là góc SIN cũng như bằng góc NIR. Nghĩa là góc Y này bằng góc Y phẩy. Được chưa? Góc này gọi là góc phản xạ, đây là góc tới nha. Ta nhớ các ký hiệu nha các em nha. Như vậy thì người ta hỏi là dự đoán xem góc phản xạ quan hệ với góc tới như thế nào. Đó chính là góc tới sẽ bằng góc phản xạ. Được chưa nào? Thí nghiệm kiểm tra dùng thước đo góc để đo các giá trị góc phản xạ Y phẩy ứng với các góc tới Y khác nhau, kết quả ghi vào bảng. Như vậy thì ở đây cái góc tới y người ta cho bằng 60 độ, thì cái góc phản xạ y phẩy này chúng ta sau khi đo thì nó cũng bằng 60 độ này, thì 45 thì đây là 45 này, đây là 30 độ vậy thôi. Còn cái việc đo đạt này nọ thì thầy sẽ để cho giáo viên đo, chứ còn việc đo thì ở chương trình toán học hình ở lớp 6 thầy cũng đã chỉ em rồi. Ví dụ như đo ở cái góc này chẳng hạn đây, thì chúng ta đo như thế nào nào, bạn nào biết? Rồi bây giờ nếu mà muốn đo ấy, thì đây chúng ta dùng một thước này, chúng ta nhìn cái đường này này, cái đường kế này, chúng ta nếu mà thầy để đo y phẩy thì thầy sẽ đặt nó nằm ở bên đây đó, và cái đường này này nó sẽ trùng với cái tia và cái tâm này nó trùng với y, và cái tia này nó sẽ nằm chồng lên cái đường này. Thì ở đây thầy đo nếu vị chính xác đo thì đây thầy đo được 30 độ, thấy không? Nghĩa là cái tia IR thấy chưa? Nó chỉ 30 độ này. Đó. Hiểu chưa? Đó, tại vì cái phần đo góc ở toán hình lớp 6 thầy đã dạy các em rồi. Năm ngoái thầy dạy rồi, đúng không? Ok. Đó, rất là dễ. Như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ rút ra kết luận. Đây, và cái phần này chúng ta cũng ghi vào giùm thầy trong vở nha. Cái nào thầy đánh dấu là chúng ta sẽ ghi vào trong vở nha. Góc phản xạ luôn luôn gì với góc tới, sau góc tới em bằng, được chưa, bằng ở góc tới các em nha. Rồi chúng ta đi sang phần 3. Đó chính là cái nội dung của định luật phản xạ ánh sáng, và cái nội dung này chúng ta cũng ghi vào giùm thầy, đó chính là hai cái nội dung mà kết luận ở phía trên á nhá. Làm thí nghiệm với các môi trường trong suốt khác, ta
ta cũng rút ra được hai kết luận như đối với không khí. Hai kết luận trên là nội dung của định luật phản xạ ánh sáng, đó chính là hai kết luận này. Đây, kết luận này và kết luận này chúng ta ghi vào trong vở giúp thầy nha. Ok, chúng ta đi sang phần 4 nha. Phần 4 đó chính là biểu diễn gương phẳng và các tia sáng trên hình vẽ. Gương phẳng đặt vuông góc với mặt tờ giấy bị hình được biểu diễn bằng một đoạn thẳng, phần gạch chéo là phần là mặt sau của gương. Thế nào, đây là cái phần mặt sau của gương này. Tia tới SI và phép tuyến IN nằm trong mặt phẳng hình vẽ, hãy vẽ tia phản xạ IR. Như vậy thì để vẽ tia phản xạ thì chắc chắn đây là tia tới thì phản xạ nằm ở đây. Để vẽ chính xác theo thầy thì chúng ta nên đo góc cái hình này, thầy sẽ vẽ trực tiếp ở trong vở. Còn đối với các em á thì chúng ta nên hoàn thành ở, thầy nói đối với thầy thì thầy sẽ hoàn thành ở trong sách, nhưng đối với các em thì nên hoàn thành trong vở. Tại vì giáo viên mà lên thấy các em vẽ sẵn ở trong đây thì các em bảo là lên kênh thầy Quang xem kiếm 10 điểm là thầy cũng không chấp nhận ha. Gọi là đối phó đấy, mà chúng ta phải tự làm và làm vào trong vở đàng hoàng nha. Ok, bây giờ thầy sẽ đo cái góc tới, nghĩa là góc SIN này bao nhiêu độ để thầy vẽ cái góc bên đây, nghĩa là cái tia IR phản xạ cho nó chính xác nha, cho chúng ta vẽ lụi thì không được. Thì để đo được cái góc này thì chúng ta đặt cái điểm này thấy không, trùng với Y, và cái đường này nằm chồng lên cái đường đây. Đó, như vậy thì ở đây chúng ta thấy cái tia SI thì nó thể hiện là bao nhiêu độ của em. Đó, tia này nó trùng đây, tia này đây 40 độ rồi các em ha. Các em thấy 40 độ không nào? Bây giờ chúng ta quay thước trở lại, chúng ta đo và chúng ta sẽ vẽ ở đây là 40 độ. Rồi, ok, 40 độ là ở đây, thầy chấm, các em thấy 40 độ không? 40 độ. Chấm ở đây, một chấm để thầy nói nha. Như vậy thì ở đây IR, thầy sẽ nói Y với cái dấu chấm đây, các em thấy chưa? Nhưng mà thầy nên vẽ ở trong cái mặt phẳng này. Đó, như vậy thì đây chính là cái tia phản xạ và đây chính là R. Được chưa? Nha. Điểm tới này, đây là cái gương phẳng nha. Đây là pháp tuyến này, đây là tia tới, đây tia phản xạ này. Quá rõ đúng không? Ok, chúng ta sẽ đi sang phần tiếp theo nhé. Rồi, chúng ta đi sang phần 3 la mã, đó chính là phần vận dụng. Chúng ta trả lời câu C4 các em nhé. Trên cái hình 4.4, vẽ một tia tới SI, ha, tia tới, chiếu lên một gương phẳng M, đây là gương phẳng này các em. Hãy vẽ tia phản xạ. Thì cái việc vẽ tia phản xạ ở đây nó rất là đơn giản thôi nè. Thì đầu tiên á, chúng ta nên vẽ cái đường vuông góc, như đường pháp tuyến trước. Được chưa? Đó. Đây, đường vuông góc được chưa nào? Thì nếu như mà để chính xác thì chúng ta phải đo cái góc này. Ta phải đo giùm thầy cái góc này thử là bao nhiêu độ ha? Bao nhiêu độ? Có 27 độ ha. Thì bây giờ chúng ta quay ra đây và chúng ta cũng sẽ đo để chúng ta xác định cái điểm R. Đây, độ đây. Okay. Thầy sẽ chấm ở trên đây nha. Thầy sẽ nói làm như này thì nó rất là chính xác em, tại vì khi mà ấy thì góc tới bằng góc phản xạ mà ha. Thì đây chính là gì? R. Đó. Ok. Đó là xong câu A này nha. Câu B này. Giữ nguyên tia tới SI, nghĩa là cái tia tới SI này là giữ nguyên nha. Thầy lấy cái tờ giấy.
muốn thu được một tia phản xạ có hướng thẳng đứng. Nghĩa là bây giờ á, cái tia phản xạ nó không phải đi vào đây nữa, mà bây giờ nó đi theo hướng thẳng đứng. Nghe đi lên này em, thẳng đứng là đi lên này. Vâng. Từ dưới lên trên thì phải đặt gương như thế nào? Như vậy thì ở đây các em thấy này, nhìn này, cái tia tới này chúng ta giữ nguyên, cái tia tới này giữ nguyên này, cái điều kiện của chúng ta là cái tia tới này là giữ nguyên này, tia tới SE này giữ nguyên này, đó các em thấy không thầy vĩ? Và làm sao đó mà chúng ta thu được một cái tia phản xạ nó lại nằm thẳng đứng. Nằm thẳng đứng là nghĩa là nó hướng lên trên này, có đúng chưa nào? Nó hướng lên trên này, nghĩa là cái thu cái tia IR này là hướng lên trên. Như vậy thì cái gương này này, theo các em phải đặt, nó phải đặt như thế nào để cho cái tia IR này là hướng lên phía trên, bạn nào biết? Thì khi đó cái chiếc gương này chúng ta cần phải phải đặt gương nó như nào, nó vuông góc với cái đường gì em hả? Bạn nào biết đặt vuông góc với đường gì? Đường phân giác của góc tạo bởi tia tới với tia phản xạ. Như vậy thì ở đây này thầy sẽ bị đường phân giác, có đúng chưa? Thầy bị đường phân giác đó, đường phân giác. Và cái chiếc gương chúng ta cần phải đặt nó phải vuông góc với cái đường phân giác này. Như vậy đây chính là gương này đó. Thì khi đó chúng ta mới thu được cái tia tới này nó hướng lên phía trên. Đây chính là đường phân giác, các em hiểu không? Đó, như vậy thì chúng ta ghi vô nha, chứ không thầy nói thì sợ các em cũng thông không theo kịp. Ở cái vị hình thì này ha. Như vậy thì chúng ta cần thì phải đặt gương như nào, nó vuông góc ha, vuông góc với đường những em, với cái đường phân giác, với đường phân giác của góc tạo bởi tia tới, góc tạo bởi tia tới với tia phản xạ, được chưa nào? Chúng ta trả lời như vậy nhé. Hình vỉa thầy vỉa đây, và thầy cứ ghi ở đây để cho chúng ta dễ dàng thấy ha, được chưa? Ok rồi. Như vậy thì cái nội dung của cái bài này ở trong đây người ta cũng đã tóm tắt ở đây ha. Định luật phản xạ ánh sáng đây em, hai kết luận hồi nãy đó chính là đây. Đồng thời chúng ta đọc chúng ta cái mục, có thể em chưa biết phần này rất là hay, được chưa nào? Đó, thì trong clip hôm nay thầy hướng dẫn em tới đây, và clip tiếp theo thì thầy sẽ tiếp tục hướng dẫn em ở bài số 5 ở trong clip sau nha. Nếu các em cảm thấy hay và dễ hiểu thì giúp thầy chia sẻ các bạn, đồng thời click quảng cáo, like, subscribe, comment các kiểu cho thầy. Ok, thầy cảm ơn các em đã theo dõi hết clip của thầy. Một lần nữa chúc cho các em mùa hè thật vui vẻ và luôn luôn đồng hành cùng thầy các em nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các em trong clip ở bài số 5.